Hello, chào anh chị em và các bạn trên YouTube đang theo dõi channel của Lão Động Tuấn Marine. Hôm nay là một ngày cuối tuần ở bên Hoa Kỳ thì Tuấn muốn kể một cái câu chuyện nào vui để chia sẻ với các anh chị em và mình cùng cười với nhau. Thì cái câu chuyện hôm nay á nó thật là buồn cười. Cười là như thế nào thì các anh chị em sẽ thấy. Và buồn là như thế nào? Là buồn là tại vì chỉ có những câu chuyện này chỉ xảy ra trên đất nước những nước cộng sản độc tài, mà chính quyền dùng quyền thế để uy hiếp và đe nạt, áp bức dân chúng tại nước của họ thôi. Thì mình có một vài mẫu chuyện để chia sẻ với các anh chị em. Thì cái câu chuyện thứ nhất á, nó đang xảy ra ở Việt Nam mấy ngày gần đây. Số là ở thành phố Đà Nẵng có một cái anh bạn là chủ một tiệm phở. Anh ta làm một cái clip coi như là để chọc cho vui thôi, về một cái nhà hàng nổi tiếng ở bên ở London, Anh Quốc. Thì cái nhà hàng này, cái anh đầu bếp này á, có cái nickname là Salt Bae, có nghĩa là thánh rắc muối. Tại vì cái nhà hàng của anh ta đó, anh ta đi cái tướng nó cũng rất là đặc biệt. Và khi mà anh ta chiên cái món bistec, cái món steak á, anh ta rắc cái muối á, nó cũng rất là đặc biệt. Mà có thể nói cái nhà hàng này rất là đắt tiền. Nhiều nguyên thủ quốc gia cấp lãnh đạo đều tới đây để ăn cái món steak mà anh ta làm ra. Mà có thể nói là cái giá thì rất là cao. Có thể nói là 3 đến 4.000 đô một cái phần ăn. Thì tại Việt Nam đó có cái anh chàng Bùi Tuấn Lâm, mình nghĩ tên là như vậy. Anh ta cũng nhái theo cái cách rắc cái phần ăn, trên đồ ăn, mà anh ta không có rắc muối mà anh ta rắc phở. Thì anh ta post cái clip đó lên đó. Và sau đó đó thì anh ta bị công an ở thành phố Đà Nẵng mời lên làm việc tới 3 lần. Lần thứ tư thì họ đến, họ bắt anh ta lên để mời về đồn làm việc. Thì họ nói là anh ta muốn bôi bát viên chức của chính phủ. Tại sao như vậy? Là tại vì đó, một vài tuần trước đó đó, thì ông Bộ trưởng Công an Tô Lâm, ông đi sang Anh Quốc, thì ông đi thăm cái nơi mà có tượng của Karl Marx đó, coi như ông thánh của Đảng Cộng sản đó. Rồi sau đó ông đến cái nhà hàng này ông ăn. Thì anh chàng này anh chỉ làm cái clip về rắc hành thôi trên cái tô phở của trong nhà hàng anh ta thôi. Vậy mà những người cầm đầu Đảng Cộng sản Việt Nam cố ý muốn nói rằng anh ta làm như vậy là để bôi bát viên chức của chính phủ. Thì các bạn biết rồi, tại vì đó mình biết tên cái anh chàng đầu bếp gốc Thổ Nhĩ Kỳ này đó, là tại vì vài năm trước đó, cái ông tổng thống Maduro của nước Venezuela, ổng cũng đến cái nhà hàng này, ổng ăn cái đĩa steak, bistec. Mà các bạn biết trong cái thời gian đó tại nước Venezuela đó, dân ở đây đó coi như là vì cái chính sách khắc máu vô nhân đạo của chính phủ Venezuela mà họ quay cờ đi theo Đảng Cộng sản đó. Thì dân ở đây đó bây giờ đang nghèo đói và nhiều thanh niên phải lượm mót tại những cái thùng rác kiếm đồ ăn. Thì sau đó ông này á, trong khi đó dân ông đang đói mà ông đến cái nhà hàng này, một cái những cái đĩa steak đó tới 3-4 ngàn đô. Thì ông ăn ở đó. Mà cái anh chàng mà đầu bếp này đó, thường thường ảnh mà tiếp ai đó, thường thường ảnh quay những cái clip rồi ảnh post lên cái channel của ảnh. Thì có một phóng viên nhà báo từ một cái đài nói tiếng Mỹ, nói tiếng Tây Ban Nha, mà trong cái lúc mà interview ông tổng thống Maduro đó, thì ông có hỏi ông phóng viên này có hỏi ông tổng thống Maduro tại sao ông tới ăn cái nhà hàng này mà trong khi đó dân chúng ở nước ông đang phải lụm rác để ăn. Lập tức thì họ bắt cái phóng viên này bỏ vô tù, và sau đó thì nước Mỹ can thiệp và những người này được thả ra, nhưng mà những cái máy quay phim đều là bị tịch thu hết. Thì các bạn thấy chỉ có những
nước cộng sản. Như vậy người ta làm cái gì đó mà nếu mà bị chính phủ hay cái đảng cầm quyền nghĩ là bôi nhọ hay nói xấu họ thì họ sẽ mời các bạn về đồn công an làm việc. Thì các bạn hiểu rồi. Cái thứ hai nữa là mình một câu chuyện thứ hai nữa là tại Bắc Hàn. Thì các bạn biết Bắc Hàn bây giờ là nhà độc tài Kim Jong-un là người thứ tư trong cái triều đại họ Kim đang nắm quyền. Thì mình mới đọc tin tức mình thấy đó là mấy tháng nay khi có những hình ảnh ông này bận cái bộ áo da đó thì rất là nhiều người Bắc Hàn họ muốn bắt chước cũng bận theo. Nhưng mà chính phủ Bắc Hàn vừa ra chỉ thị thông báo là cấm tất cả dân Bắc Hàn bận cái đồ nhái theo nhà độc tài Kim Jong Un. Cũng nên biết là ở bên Bắc Hàn đó cái tóc mà cái mái tóc mà anh ta đang sport đó là cấm những người dân Bắc Hàn không được bắt chước hớt tóc theo kiểu của ông ta. Chỉ có đức vua tên Bảo Chúa này mới được cái mái tóc như vậy thôi. Thì bây giờ tiếp tục họ ra cái lệnh đó là cấm không cho người dân ở đây bận cái áo da giống như anh chàng Kim Jong Un này. Các bạn thấy cũng giống như cái những cái triều đại vua chúa ngày xưa đó, chỉ có vua mới được bận màu sắc màu vàng không, hay là quần áo có thiêu con rồng không, chỉ có ông vua mới được bận thôi, dân chúng không được bận những cái đồ như vậy. Kế đến thì mình nói chuyện nước thứ ba là tại nước Tàu Trung Cộng. Ở bên Trung Cộng đó thì không biết các bạn có biết câu chuyện này không, là ở bên Trung Cộng là họ ban, có nghĩa là cấm lưu truyền cái hình hoặc hình cái con gấu gọi là Winnie the Pooh. Thì cái con Winnie the Pooh này đó nó có nhiều nét giống ông chú tể Tập Cận Bình. Thì nhiều người mỗi lần mà ông này đi đâu đi làm gì á, họ thường dùng cái hình ảnh đó coi như là để chọc vui á. Nhưng mà bây giờ thì ở trên Weibo coi như là một cái hệ thống thông tin mạng của Trung Quốc đó là cấm không cho lưu truyền những cái hình ảnh cái con vật Winnie the Pooh. Đây là một cái hoạt hình, đây là cái hình ảnh mà ông Tổng thống Obama đi cùng chung với ông Tập Cận Bình cũng bị người ta nhái, người ta để cái hình ảnh này lên. Và cái hình thứ hai nữa là cái lúc ông Thủ tướng Nhật bắt tay với ông Tập Cận Bình, dân mạng ở bên Trung Quốc cũng để lên cái hình ảnh này và rốt cuộc thì cũng bị chế độ kiểm duyệt của Trung Cộng cắt cấm không có cho lưu truyền ở trên internet, ở trên mạng. Và nói tiếp thêm về cái chuyện ở bên Tàu nữa, mà cái này nó cũng liên hệ bên Tàu chứ thật sự nó không phải ở bên Tàu. Cái cơ quan y tế quốc tế đó, WHO đó, World Health Organization, mới vừa đặt tên cho một cái loại vi khuẩn COVID-19 á, thì cái tên lúc trước á là Delta á, mà bây giờ đó họ nhảy lên cái tên mới là Omicron á. Tại sao cái câu chuyện này bây giờ nó đang nổ ra á, là như thế này á. Cơ quan y tế quốc tế đó họ dùng cái bảng chữ cái của Hy Lạp để đặt tên cho những cái loại vi khuẩn để biết cái vi khuẩn đó từ đâu. Thì cái vi khuẩn cuối cùng của cái COVID-19 này á, là nó từ Ấn Độ. Thì người ta dùng cái bảng chữ cái Delta. Delta có nghĩa là đi, là trong cái bảng chữ cái của Hy Lạp. Thì nếu mà đặt theo cái thứ tự đó thì cuối cùng sẽ đến C, là XI gọi là C. Mà trước đó thì Mu hay là New. Nhưng mà không, những người trong cái cơ quan y tế này có thể nói là đã bị Trung Cộng nắm đầu. Thì
họ nghĩ rằng nếu mà đặt tên Delta rồi kế đến là Epsilon thì cuối cùng sẽ đến Mu, Nu rồi sẽ đến Xi. Không, họ nghĩ cuối cùng sẽ có những cái vi khuẩn khác xảy ra. Thì cuối cùng họ phải đặt cái tên mới cho một cái vi khuẩn thứ tư, thứ năm kế đến đó là Xi. Nhưng mà không, Xi đó là tên viết theo tiếng Anh của ông Tập Cận Bình, có nghĩa là Xi đó. À, thì bởi vậy họ bỏ hết một loạt 5-6 cái bảng chữ cái trong Hy Lạp và họ nhảy đến cái chữ cái Omicron để họ không có đi đến một cái đường hoạn lộ là cuối cùng không họ sẽ phải đặt tên cái vi khuẩn cho một cái nước nào đó có tên là Xi, mà Xi là lại giống tên của ông Tập Cận Bình, thì sẽ đụng đến anh ba Trung Cộng. Thì bởi vậy ngay cả cái cơ quan y tế quốc tế nữa cũng không dám đụng đến anh ba Tàu này nữa. Mình thán phục và xin chào thua. Thôi các bạn, hôm nay Tuấn kể một vài mẫu chuyện vui chia sẻ với các bạn, các anh chị em. Mình cũng muốn kể một cái câu chuyện vui về đại lính, nhưng mà mình thấy những cái chuyện này nó quá buồn cười, nó quá nực cười. Mình muốn chia sẻ với các anh chị em để cười một chút cho vui. Đến đây thì Tuấn xin chào và chúc các bạn, các anh chị em vui vẻ, nhiều sức khỏe trong cuộc sống, trong cái thời đại dịch này nó đang lan tràn. Tuấn xin chào, bye bye.